vào thay vợt trong 3 nhịp và cuối cùng điểm số vẫn thuộc về đôi vợt của Indonesia. Một trong những ấn tượng của môn cầu lông trong ngày thi đấu 30 tháng 7. Lại một pha đôi công cầu bền, hỗ trợ cho đồng đội rất tốt. Phong vợt của Indonesia đã bắt đầu bứt lên. Chưa thể ép được đối thủ, mắc sai lầm. Vì thế đây có lẽ là pha đôi công cầu bền dài nhất của trận bán kết này. Đã có một đôi vợt đổi hướng. Những tình huống đẩy cầu về cuối sân. Liên tiếp là các góc sân. Cứu cầu tầm thấp tốt.